Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Báu vật vô giá của con người. Thời xưa, ở vùng nọ có một thương nhân mang một khối bảo ngọc đem bán. Tình cờ nghe rao ngọc quý, một vị học giả cùng đệ tử của mình liền ghé vào hỏi thăm. Khối bảo ngọc có màu hồng thuần khiết như thế này là hiếm lắm đó nha. Lọt vào tay ai cũng coi như có được một vật báu trong thiên hạ rồi đó. Mau mua đi nào. Chà, khối ngọc đẹp thiệt, chắc mắc dữ đây nè. Vậy ông muốn bán nó với giá bao nhiêu? 10 vạn đồng, không kém một xu. Bảo ngọc này có thể chống lại đói khát không? Làm sao chống được chứ. Bảo ngọc này có thể chữa khỏi bệnh tật không? Càng không. Vậy bảo ngọc này có thể xua đuổi ôn dịch không? Cũng không thể. Bảo ngọc này có thể dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ, anh em thuận hòa với nhau không? Không thể. Mà ông hỏi những câu chẳng mắc mớ gì nhau vậy. Khối ngọc bảo này quý lắm, làm sao có thể mang ra so sánh với những thứ khác được. Tôi thì chỉ thấy nó đã vô dụng như vậy. Rốt cuộc vì sao mà giá của nó lại cao tới 10 vạn đây? Bởi vì nó được tìm thấy ở một nơi xa xôi nguy hiểm, phải trải qua muôn phần gian nan mới kiếm được, cho nên nó mới vô giá là thế. Cổ nhân có câu nói như thế này: vàng tuy là vật quý, nhưng người sống mà ăn vào thì sẽ chết. Bụi vàng rơi vào mắt, mắt sẽ mù. Đã như vậy rồi, bảo vật đối với bản thân ta là không có gì quan trọng. Trên người ta có một khối bảo vật trân quý nhất, giá trị của nó không phải chỉ là 10 vạn đâu. Bảo vật này, nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi đi, ánh mặt trời không thể sấy khô. Tên của nó chính là lương tâm. Dùng tốt lương tâm thì thiên hạ an định, thủ vững lương tâm thì thân thể được bình an. Cho nên lương tâm mới là báu vật vô giá đó con. Dạ, con hiểu ý thầy rồi ạ. Nhưng mà con người lại không biết như vậy. Họ đem địa vị, tiền tài, mỹ nữ, châu báu coi là báu vật quan trọng nhất, rồi liều mình theo đuổi. Đây chẳng phải chính là bỏ gần mà tìm cầu xa, bỏ quý mà tìm cầu rẻ mạt sao? Chính họ đã làm mất đi báu vật vô giá của mình rồi.